Bão đổ bộ và đất liền dự báo tăng, nguy cơ mưa lũ dồn dập ở Trung Bộ. Nhận định về các hình thái thời tiết nguy hiểm trong những tháng cuối năm 2024, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng nhận định, từ nay đến hết tháng 9 năm 2024, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 1 tới 2 xoáy thuận nhiệt đới, bão, áp thấp nhiệt đới, ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Từ tháng 10 tới tháng 12 năm 2024, bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện cao hơn trung bình nhiều năm 4 tới 5 cơn một năm. Số cơn bão đổ bộ vào đất liền có thể cao hơn so với trung bình nhiều năm 1,9 cơn một năm. Tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và các tỉnh phía Nam, đề phòng khả năng bão, áp thấp nhiệt đới hình thành ngay trên khu vực Biển Đông. Đối với tình hình mưa, ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý, mùa mưa ở Trung Bộ có khả năng bắt đầu từ khoảng giữa tháng 9 ở phía Bắc của miền Trung và cuối tháng 9 ở khu vực Trung Bộ, cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra mưa lũ dồn dập ở Trung Bộ trong tháng 10, tháng 11. Cùng với đó, không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 11, tháng 12 năm 2024, trong đó hiện tượng rét đậm ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện từ nửa cuối tháng 12, tương đương so với trung bình nhiều năm. Thông tin tổng hợp lượng mưa và tình hình lũ tại các khu vực, ông Nguyễn Văn Hưởng dự báo tổng lượng mưa ở Bắc Bộ trong tháng 10, tháng 11 phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 10 tới 20%, tháng 12 phổ biến từ 20 tới 40 mm, thấp hơn từ 5 tới 10 mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Khu vực Trung Bộ tháng 10, tháng 11 phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 10 tới 30%, tháng 12 khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15 tới 30 mm, riêng khu vực các tỉnh Nam Nghệ An, Hà Tĩnh phổ biến từ 50 tới 100 mm, thấp hơn trung bình nhiều năm từ 5 tới 10 mm. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị phổ biến từ 100 tới 200 mm, cao hơn trung bình nhiều năm từ 10 tới 15 mm. Các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa phổ biến 250 tới 500 mm, có nơi cao hơn trung bình nhiều năm 30 tới 60 mm. Khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận phổ biến từ 30 tới 80 mm, cao hơn trung bình nhiều năm 15 tới 30 mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có tổng lượng mưa từ tháng 10 tới tháng 11 cao hơn từ 5 tới 20% so với trung bình nhiều năm. Tháng 12 tại khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 30 tới 50 mm, riêng một số nơi ở khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến từ 50 tới 80 mm, có nơi cao hơn từ 10 tới 30 mm so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Trong tháng 10 năm 2024, trên các sông Bắc Bộ khả năng xuất hiện các đợt lũ với mức nước đỉnh lũ trên các sông chính ở mức báo động 1, các sông nhỏ ở mức báo động 1, báo động 2. Từ tháng 10 tới tháng 12, dòng chảy trên các sông khu vực Bắc Bộ phổ biến ở mức sấp xỉ hoặc cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 10 tới 20%. Hồ Tuyên Quang tại sông Gâm và Thác Bà tại sông Chảy cao hơn trung bình nhiều năm từ 30 tới 70%. Riêng dòng chảy đến các hồ chứa lớn trên sông Đà thiếu hụt từ 5 tới 10% so với trung bình nhiều năm. Khu vực Bắc Trung Bộ từ tháng 10 tới tháng 11, các sông ở Thanh Hóa có khả năng xuất hiện từ 1 tới 2 đợt lũ nhỏ. Các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh xuất hiện từ 3 tới 4 đợt lũ. Mực nước đỉnh lũ hạ lưu sông Mã còn dưới mức báo động 1, hạ lưu sông Cả, La ở mức báo động 1, báo động 2. Lưu lượng dòng chảy trên các sông ở Thanh Hóa cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 60 tới 160% trong tháng 9 tới tháng 11 và cao hơn 10% trong tháng 12. Hạ lưu các sông Nghệ An cao hơn từ 10 tới 40% trong tháng 11, tháng 12, sông Ngàn Sâu cao hơn từ 40 tới 45% trong tháng 11, tháng 12. Khu vực Trung Trung Bộ nửa cuối tháng 9, mực nước trên các sông khả năng có 1 tới 2 đợt lũ và dao động. Từ tháng 10 tới tháng 12, trên các sông ở khu vực Trung Trung Bộ khả năng xuất hiện từ 3 tới 5 đợt lũ, trong đó lũ lớn trên các sông tập trung chủ yếu từ tháng 10 tới tháng 11. Đỉnh lũ trên các sông khả năng ở mức báo động 2, báo động 3, có sông trên báo động 3. Đỉnh lũ năm nay có khả năng ở mức sấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm. Từ tháng 10 tới tháng 12, lưu lượng dòng chảy trên các sông Quảng Bình đến Quảng Ngãi sấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm từ 10 tới 29%. Khu vực Nam Trung Bộ trong tháng 10 tới tháng 12, trên các sông trong khu vực xuất hiện từ 2 tới 4 đợt lũ, đỉnh lũ các sông ở Bình Định, Khánh Hòa ở mức báo động 2, báo động 3, có nơi trên báo động 3. Đỉnh lũ các sông chính Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận dao động ở mức báo động 2. Lượng dòng chảy trên các sông phổ biến ở mức sấp xỉ và cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 30 tới 50%. Riêng sông La Ngà, Nam Bình Thuận ở mức sấp xỉ trung bình nhiều năm. Trong nửa cuối tháng 9 tới tháng 11, trên các sông ở khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện từ 3 tới 5 đợt lũ, đỉnh lũ lên mức báo động 2, báo động 3, có sông trên báo động 3. Tổng lượng dòng chảy trên các sông phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ. Các sông ở Bắc Tây Nguyên thấp hơn trung bình nhiều năm từ 15 tới 60%. Các sông ở Nam Tây Nguyên thấp hơn từ 3 tới 38%. Riêng sông Krông Anna, sông Ea Krông, sông Đắk Nông ở mức cao hơn trung bình nhiều năm. Mực nước sông Cửu Long lên dần, đạt đỉnh vào khoảng tháng 10 năm 2024 và dao động ở mức báo động 1. Đỉnh lũ tại các trạm hạ nguồn sông Cửu Long ở mức báo động 2, báo động 3 và trên báo động 3 xuất hiện vào tháng 10 đến tháng 12. Vùng ven biển khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ cần lưu ý đề phòng sóng lớn kết hợp với nước dâng do ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới trong tháng 10, tháng 12, nguy cơ cao gây sạt lở bờ sông, bờ biển, ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết.
từ tháng 10 tới tháng 12 do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, độ cao sóng ở khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông có thể đạt trên 4 mét, biển động mạnh. Các tỉnh, thành phố ven biển Đông Nam Bộ cần đề phòng các đợt chiều cường trong thời gian này, có khả năng gây ngập úng các vùng trũng, thấp, ven sông và vùng ngoài đê bao khu vực này. Dấu hiệu nhận biết sạt lở đất. Sạt lở đất là hiện tượng đất bị sạt, trượt, lở do tác động của mưa, lũ hoặc dòng chảy. Sạt lở đất có thể xảy ra sau những đợt mưa lớn kéo dài. Khi dòng nước gần nơi bạn sinh sống chuyển màu từ trong sang đục. Nếu bạn nhìn thấy dòng suối hoặc các vũng nước lớn bỗng nhiên xuất hiện ở những khu vực vốn khô ráo, đó có thể là dấu hiệu sạt lở đất sắp xảy ra. Nếu tường nhà bị nghiêng, nứt, cửa sổ, cửa ra vào bị cong vênh, đó cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo sạt lở đất sắp xảy ra. Mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, âm thanh lạ trong lòng đất cũng chỉ ra một trận lở đất đang đến gần. Sạt lở đất đặc biệt nguy hiểm vì nó thường xảy ra bất ngờ, di chuyển với tốc độ cao, nhanh hơn nhiều so với bạn chạy hay đi bộ. Sạt lở đất có thể di chuyển với một quãng đường dài. Mặc dù có dự báo, nhưng bạn có thể bảo vệ cho sự an toàn của bản thân và gia đình bằng cách sớm nhận ra những dấu hiệu của sạt lở đất. Những việc nên và không nên làm ứng phó với sạt lở đất. Những việc nên làm. Cảnh giác với những cảnh báo về lượng mưa lớn, vì đó có thể là nguyên nhân gây ra lở đất. Theo dõi thông tin cảnh báo sạt lở đất. Giữ cho mình thật tỉnh táo, lở đất có thể xảy ra khá đột ngột. Vì vậy, bạn cần sẵn sàng hành động ngay lập tức. Nhiều người thiệt mạng vì sạt lở đất xảy ra vào ban đêm khi đang ngủ. Nếu bạn tin rằng sạt lở đất sắp đến mà không đủ thời gian để rời khỏi nhà, hãy chạy lên tầng 2 của ngôi nhà, trú ẩn ở phần đối diện với vụ lở đất. Giữ vào một vật được neo chắc chắn cho đến khi mọi chuyển động dừng lại. Thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi thấy dấu hiệu của sạt lở đất. Sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, giúp đỡ những người cần sự hỗ trợ đặc biệt như trẻ em, người già, người tàn tật đi sơ tán. Đừng quên mang theo bộ dụng cụ khẩn cấp, trong đó có các vật dụng thiết yếu như thực phẩm, nước uống đủ dùng trong ít nhất 72 giờ cùng với thuốc men, đèn pin, điện thoại di động, bản sao tài liệu cá nhân và tiền mặt. Chỉ trở về nhà khi có sự đồng ý của chính quyền địa phương, tốt nhất là về nhà vào ban ngày vì lúc này bạn dễ nhìn thấy những mối nguy hiểm vẫn còn tiềm ẩn. Trồng cây gây rừng, phủ xanh thảm thực vật ở những nơi đã từng bị sạt lở đất giúp ngăn chặn bớt nguy cơ sạt lở đất tái diễn trong tương lai. Những việc không nên làm. Không xây nhà ở rìa núi, sườn dốc hoặc thung lũng bị xói mòn tự nhiên. Đây là những nơi dễ bị sạt lở. Tránh các thung lũng và các vùng đất thấp. Đây là những nơi đặc biệt nguy hiểm khi sạt lở đất sắp xảy ra. Không được đi qua và lại gần quanh khu vực sạt lở đất. Khi sạt lở đất xảy ra, tránh bờ sông, cây cối, dây điện và cột điện. Không được đánh cá, vớt củi, bơi lội qua sông, qua suối khi có mưa lớn hoặc nếu thấy nước có dấu hiệu bất thường như nước sông suối từ trong chuyển sang đục dần. Không đi gần khu vực cầu, cống khi nước đang lên, dòng chảy mạnh. Tránh xa các khu vực đã từng xảy ra sạt lở vì sạt lở có thể lặp lại ở cùng địa điểm. Nếu nhìn thấy có người bị mắc kẹt hoặc bị thương ở nơi xảy ra sạt lở đất, không tự ý vào cứu, hãy thông báo cho các lực lượng chức năng tại địa phương